Hello, xin chào các anh em. Hôm nay em tôi sẽ hướng dẫn anh em fix những cái lỗi mà anh em sử dụng cái phím di chuyển này rất là hay bị mắc phải nha. Khi anh em sử dụng những cái thiết bị chơi game bằng bàn phím chuột như Hamjoy D3, Hamjoy K3 và Hamjoy D4 anh em nhé. Đó, ở đây thì mình hướng dẫn anh em trên cái thiết bị Android của mình nha. Ở đây mình đang sử dụng Samsung Galaxy S9 cộng anh em nhé. Anh em sử dụng những cái điện thoại khác hay những cái dòng iPad cũng iPad, iPhone ấy, iOS ấy cũng làm tương tự cho mình nhé. Ở đây mình demo cho anh em trên cái K3 nha. Cái D4, D3, K3 anh em cũng làm tương tự cho mình nhé. Đó, anh em ở đây có thể thấy đây. Anh em thấy chưa? Di chuyển này, lúc thì nó chạy chậm này, lúc thì nó chạy nhanh này, mình chưa? Đó, lúc thì nó chạy chậm này. Anh em đợi một tí nha. Đúng rồi, nó chạy chậm này. Đấy, em thấy chưa, lúc nó chạy nhanh này. Và một số anh em di chuyển thẳng ấy thì nó chạy nhanh, nhưng mà anh em di chuyển chéo này này thì nó sẽ chạy chậm. Đó, thì cái cách khắc phục lút đó như thế nào, nó cũng rất đơn giản thôi. Em mở cái giao diện mắc phím lên cho mình nha. Đó, ở đây thì anh em có thể thấy đây, đây là cái giao diện mắc phím của mình nhé. Đó, anh em chỉ cần kéo to cái phím này cho mình lên một chút cho mình là được nha. Đó, anh em kéo to sao đại kéo nó vừa phải anh em nhé. Đây, đây mình kéo tầm từng này nha, anh em kéo vừa phải nhé, áp này cho mình này. Rồi, ok, anh em di chuyển này được chưa? Đấy, bây giờ lúc nào cũng chạy nhanh em thấy chưa? Đó, cam đốc cũng chạy chậm này em thấy chưa? Cam đốc cũng chạy nhanh này, đó, chạy nhanh này em thấy chưa? Rồi, lúc nào chạy nhanh nha. Rồi, ok. Đó, di chuyển trái phải các thứ chạy nhanh hết nha. Rất là mượt anh em nhé. Đó, anh em có thể thấy ra, rất là mượt luôn. Thì màn hình của mình là màn hình nét ấy, nên là nó sẽ hơi bị một cái sọc thì anh em cứ chịu khó nhìn giúp mình nhá, anh em thông cảm giúp mình nhá. Anh em thấy chưa? Rất là ok nhá. Rồi, tiếp theo là một cái lỗi mà một số anh em sử dụng trên Android ấy mà mắc phải ấy, đó là ấn cap lock này mà nó không chạy chậm ấy, mà nó cứ chạy nó không chạy nhanh ấy anh em. Đó, ok, thì ở đây mình lại demo cho anh em này. Anh em vào cho mình giao diện mắc phím này, kích vào đây, em ở đây thấy có cái công tắc này, anh sẽ tắt đi, bật lên, em chọn cho mình cap lock này. Đó, nó hiện lên cái chữ cap đây, còn cái cap này thì anh em xóa đi thôi. Đó, ok, anh em x đi, apply lại cho mình. Như vậy là được nha. Đó, như vậy thì anh em sẽ ấn cap lock này là nó chạy chậm này, cap lock nó chạy nhanh nha. Như vậy là sẽ được anh em nhé. Rồi, tiếp theo là một cái lỗi mà cũng rất là nhiều anh em mắc phải trên cả iOS và Android nhé. Đó là khi anh em đi xe này, anh em thấy chưa, bị nạch chưa. Đó, anh em có để cái nút di chuyển này nhé. Đây, ở đây mình xuống này, anh em nhìn thấy nó nhảy ra chỗ khác này. Đó, anh em thấy chưa. Thì nguyên nhân của nó gì, thì anh em có thể thấy đây. Thì khi chúng ta mở cái giao diện mắc phím này lên nhé, thì cái ô này thì nó chuẩn vào cái ô di chuyển của chúng ta rồi, đúng không? Đó, nó chuẩn vào cái ô di chuyển của chúng ta rồi. Và khi chúng ta lên xe này và chúng ta mở lên này, đó, và chúng ta kích vào đây thì anh em thấy nó bị lệch chưa? Đấy, đấy là nguyên nhân nó dẫn đến là chúng ta đi xe bị lệch anh em nhé. Rất là đơn giản, cái cách fix của chúng ta cũng khá đơn giản thôi. Thì anh em cần đi xe, em lấy một cái gì anh em đánh dấu ở đây cho mình này. Đó, anh em lấy gì anh em đánh dấu ở đây, anh em vào cài đặt này, control này, anh em kích vào đây. Đó, anh em kích vào ô này rồi anh em di chuyển sang cho mình. Sao cho anh em ướm cho nó vừa nha. Sao cho nó vừa là ok. Rồi bây giờ anh em bật cái giao diện mắc phím lên cho mình. Đó, anh em kéo chuẩn vào đây cho mình. Rồi anh em kéo sao cho anh em nhìn nó chuẩn là được nhá. X đi, apply lại. Rồi anh em vào lại cái control này, em bật lại lên xem hai cái nó đã chuẩn nhau chưa. Đó, thì anh em thấy đây, nó sẽ hơi bị lệch một chút này, em thấy chưa, cái ô này hơi bị lệch này. Thì nó cũng khá đơn giản thôi, em kích vào đây, kéo lại tiếp sao cho nó chuẩn thôi là được. Đây thì anh em đợi một chút nhé. Khi chúng ta lưu đi lưu lại nhiều thì nó sẽ bị mất kết nối cái K3 nhé. Và anh em đợi một chút là sẽ kết nối lại nha. Đó, nó đã kết nối lại anh em nhé. Anh thấy chưa, nó đã khá là chuẩn rồi. Anh em nhìn nhé, nó khá chuẩn rồi. Chuẩn rồi thì chúng ta chỉ cần xếp lại thôi. Và di chuyển xe này, hết lạch rồi anh em nhé. Đó, hết lạch rồi. Đấy chưa, hết này rồi, và chúng ta xuống di chuyển hết này rồi anh em nhé. Đó, những cái tip này thì nó rất là đơn giản thôi, nên là mình hướng dẫn anh em fit nhá. Một số anh em, rất là nhiều anh em còn là mắc phải mà có liên hệ với mình luôn, không phải một hai anh em mà mình làm video đâu, mà là rất nhiều anh em bị mắc phải cái lỗi này, nên là mình mới làm anh em nhé. Đó, ok, thì những cái lỗi này nó cũng khá đơn giản đúng không. Thì cảm ơn tất cả xem video nhá. Thì em nhớ đăng ký kênh YouTube em tôi ba và like share nhé, để khi nào bên mình có những video fix lỗi, kiểu những cái tip mà fix lỗi, những cái tip hướng dẫn anh em, thì anh em có thể xem video mới nhất và làm theo áp dụng để anh em chơi game nó một cách ngon lành nhất nhá. Cảm ơn tất cả nhá, xin chào anh em, bye bye.